À, chào mừng anh chị trở lại với Talk chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 14 tháng 10 và nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 15 tháng 10 năm 2021. À, trước khi đi vào nội dung chi tiết cũng rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và see, share video đến với những người quan tâm. Và trước tiên thì tôi xin đi vào cái mục đánh giá và nhận định về thị trường. Anh chị có thấy là thị trường hôm nay đối với các cái chỉ số index nhất là về vn index là, là đi ngang anh chị nhá, đi ngang một r và khối lượng khá là lớn thì như vậy nếu mà chúng ta nhìn đây chúng ta có thể thấy đây nếu theo cái phương pháp đánh giá ngày phân phối của Onel á thì hôm nay là một cái phiên cũng có cái sự giúp bảo anh chị nhé cái này cũng nói cách khác nó là một cái phiên phân phối tuy nhiên là thị trường chưa lên được nhiều thì cái phân phối này nó sẽ mang cái ý nghĩa là giúp bỏ của những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ hay là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ người ta chốt lời nhiều hơn là cái hoạt động mà nhà đầu tư lớn chốt lời anh chị nhé VN30 cũng vậy nhưng hôm nay bán ra giảm 0,1% và khối lượng có sự gia tăng chị. ở mức trên trung bình một chút cũng là một phiên phân phối nhé Avidex thì à, tăng tốt 0.5% khối lượng ở mức trung bình và vượt địch cũ à, HNX Index thì là cũng vượt địch cũ tăng trăm và khối lượng ở mức khá lớn nói chung là nếu xét đây chúng ta thấy là thị trường hiện nay vẫn là trong một cái xu hướng lên anh chị nhé vẫn trong một cái xu hướng lên trong giai đoạn trước là sideways thì cái đáy gần nhất mà chúng ta ấy là ngày 27 tháng 9 này sau đó kể từ đó thì thị trường đang thành một cái xuống lên thì đánh giá thị trường tiếp tục là có rủi ro hay không thì ở đây chúng ta có thể thấy là trong cái giai đoạn sắp tới thì nó sẽ ở gần cái vùng đỉnh cũ khăn cự cũ thì đương nhiên nó sẽ có rung lắc ở trong cái giai đoạn này là chuyện rất bình thường anh chị nhé còn cái việc của chúng ta có cần thiết phải chốt lời hay bán ra các cổ phiếu hay không thì cũng xin trả lời anh chị là không cần thiết bởi vì sao có rất nhiều các cái dòng cổ phiếu nó rất là mạnh và nó đang bùng nổ hiện nay thì các cái cơ hội mà nó, nếu mà nó thị trường lên nó hoàn toàn nó có thể đi xuyên qua cái vùng kháng cự cũ là cái chuyện có thể để xuyên qua được nha những cái mã cổ phiếu mà có nền tảng tốt tích lũy tốt thì việc nó xuyên qua là chuyện rất là bình thường thì uh, chiến lược hiện nay của chúng ta là về cơ bản là vẫn nắm giữ các cổ phiếu có thể mua gia tăng đối với một số cổ phiếu tốt mà gần nền hoặc là một số cổ phiếu kiệt vô nên chị ơi tham gia Tuy nhiên là khi mua ra giai đoạn này chúng ta cũng mua vừa vừa thôi bởi vì chúng ta phải chúng ta mua ở dưới này hết rồi đúng không? Các chị thấy trong suốt giai đoạn này thì mình cũng chia sẻ là khi thị trường sideways là chúng ta vẫn có thể mua các cổ phiếu và đặc biệt có thể xem xét ưu tiên mua các cổ phiếu ít khối lượng. Đó. Thì phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có thể thấy là tiếp theo anh chị ơi thấy cái chỉ số mà số lượng cổ phiếu tốt thì số lượng cổ phiếu tốt tiếp tục gia tăng này này. Ở mức là 341 cổ phiếu anh chị thấy tiếp tục tăng và trên cả cái đường trung bình này. Về điểm số này, tiếp tục tăng đi lên này và tăng 0,6% trên MA10 và trên MA20. Để như thế này là nhìn đây rất là tích cực nhé. Về các cái nhóm ngành, anh chị có thể thấy đây là cái danh sách các cái nhóm ngành này. Thì cái gốc mà ngày so sánh là ngày mùng 5 tháng 10 nhé. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 đúng không ạ? Thì những cái mã nào mà tăng nhiều thì mình sắp xếp cho thứ tự ở trên dưới anh chị có thể thấy là những cái nhóm ngành mà bùng nổ nhiều á, mua vào nhiều thông thường là nằm ở đoạn trên này. này. Đấy có một số nhóm ngành nó chỉ có một cổ phiếu thôi bia này có một cổ phiếu này đúng không các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh này có khoảng bốn cổ phiếu quần áo phụ kiện này có bảy cổ phiếu còn lại thiết bị viễn thông thiết bị điện và công nghệ phần mềm phần cứng này chỉ có 3 cổ phiếu này hóa chất chuyên dụng có 7 này chỉ có ba cái nhóm là bất động sản xây dựng và dịch vụ vận tải là khá là nhiều thôi đúng không ạ đấy hai khoáng chung này còn những dòng bên dưới thì đang yếu hơn thì chung mình chị có thể thấy nhất là ngân hàng là yếu hơn này đúng không ạ nhóm nào mà nhiều cổ phiếu đây các anh chị thấy này thiết bị xây dựng cơ bản hóa chất cơ bản chứng khoán thì đều nói đang thấp hơn thị trường chung thép thấp hơn này Đấy. khí đốt này ở dưới này thấp hơn này thì những cái nhóm mà thấp hơn này này nếu anh chị mua thì các anh chị sẽ phải mua cổ phiếu kiệt vôn thì các anh chị sẽ chọn những cổ phiếu ở phần dưới đúng không ạ còn các chị mua cổ phiếu bùng nổ thì nên mua phần trên và ưu tiên chỉ số sức mạnh càng cao thì càng tốt đó thì anh chị lưu ý các cái nhóm ngành ở đây về các cái cổ phiếu cho cái điểm mua ngày hôm nay thì đầu tiên là các cổ phiếu mua bùng nổ anh chị có thể vào đây anh chị mình sẽ gửi cái file Excel này cho các anh chị trong nhóm vip anh chị nào mà không thuộc nhóm vip mà muốn nhận cái file Excel này này thì live video Uh, comment video sau đó inbox qua zalo thì mình sẽ tặng anh chị cái file này anh chị nhé nếu anh chị không thuộc nhóm vip đây là cổ phiếu vượt nền này thì là có hai ba bốn năm sáu cổ phiếu anh chị nhé sáu cổ phiếu trong đó thì có rất nhiều cổ phiếu thuộc cái nhóm bất động sản có chứng khoán một một này vận tải biển và xây dựng xây lắp này đúng không ạ nam long ccl này anh chị có thấy này nam long này đang long đây điểm bùng nổ phần nền này đúng không chị thấy rất là đẹp đúng không trong giai đoạn này, này kiệt vôn lại này đúng không Xong kéo lên này phía này test lại này phía này test lại phía này này Đó, sau một phiên Ta bản lề một phiên sau bùng nổ ngay đúng không ạ đây sẽ là sẽ, sẽ bùng vấn đề này bùng nổ phần nền đấy chị nhé ydz ở đây đúng không? Bùng nổ vật nền. À, à, F. đây gì nó nền 3 anh chị nhé, nó có nền 1 ở đây này. Nền 2 ở đây này, và nền 3 ở đây này. Như bản thân là cái nền 2 này là mình cũng mua những cái phiên test cung như thế này, Sau đó chờ nó chạy tận đây này. Thì bán 30% vào cái phiên này. À, à, as Đấy, à, S bùng nổ vào nền này đúng không? Các chị thấy xong Mình kéo lên này. Tạo một cái vùng sideways này, đúng không? Kiệt vốn này. Bùng nổ nhé anh chị nhé, thì nên bùng nổ. VIP, VIP và HTN. Đây VIP u đồ vấn đề này, đúng không? HTN. Đấy, anh chị nhé. Về cổ phiếu Kiệt Vôn nhé. Cổ phiếu kiệt Vôn thì ở đây thì mình cũng chỉ nêu có 3 cổ phiếu đầu cơ thuộc nhóm khai thác than thôi. NVC NV NVC này. Đấy các anh chị thấy đấy đây là cái xoay quay của nó này sau những cái lần rút bỏ này rút chân lên này rút rút chân lên này như này là tích cực nhé tht này đấy tt này rút bỏ này đây là một xuyên rút bỏ này hết lực rút đúng không ạ phía này test cung ba này đúng không kéo lên tvd tvd nhé cũng rút bỏ rút chân lên nhé đấy thì các chị có thể xem xét mấy cổ phiếu này đây thì các anh chị cũng phải lưu ý là nguyên tắc là mềm đàn dần buông nha mình chia để là mềm đàn dần buông tức là các anh chị thấy có những cơ hội thì các anh chị sẽ gia tăng hoặc giữ cổ phiếu còn thấy có những cái rủi ro là chúng ta phải chấp nhận là để bị rủi anh chị nhé đây là nguyên tắc đây là danh sách các cổ phiếu này về phân tích các cái danh mục theo yêu cầu của các anh chị nhé thì mình sẽ phân tích một số cái danh mục ở đây các anh chị vẫn là thích cái mấy cái mấy cái dòng đúng không ạ? À, mình sẽ chia sẻ cho anh chị một số, cái thông tin về số lượng các cổ phiếu bung nổ trong ngày hôm nay kì đã. hôm nay rất nhiều cổ phiếu bung nổ nhé. các anh chị rất nhiều cổ phiếu bung nổ này, Đấy, bất động sản rất nhiều này, nỗ trợ kinh doanh này, chứng khoán này, hóa chất này, ngân hàng này. Đấy. thiết bị vật liệu xây dựng này vận tải biển và xây dựng như anh chị nhé đây là cái những cái nhóm khá là mạnh nên dòng tiền nó khá là mạnh thì đây mình sẽ phân tích một số dòng theo yêu cầu của các anh chị mình sẽ chọn các cái ngành nghề này thứ tự của cái mạnh nhất này của cái tốt nhất này và tăng giá này đúng không ạ một số nhóm ngành thì anh chị thấy đầu tiên là cái nhóm bán lẻ tổng hợp nhé như, như pet này là đang trong cái xu lên này của xu lên này nhé trên nền thì nắm giữ là ok chị nhé thế di động nhé đang xuống lên nhé trên nền nhé thì các chị nắm giữ là ok còn nếu mua gia tăng á thì những cái phiên như này mà khối lượng thấp thì chúng ta sẽ ưu tiên hơn trong việc mua gia tăng còn cơ bản nắm giữ thì khá là ổn oh, khá là đẹp AST, AST thì đây là một cái nhịp lên này 17 phần trăm này hình thành một vùng nền này tiếp tục đang xuống lên thì chị nắm giữ vẫn ok nhé FRT, FRT thì đây là vùng nổ vượt nền này sau này nó mất thời gian nó tích lũy thêm anh chị nhé thì thông thường cái phiên thủng 20 như này thì có thể chúng ta để để làm có thể là để chấp nhận là nên bị rũ bỏ đúng không sau đó có cơ hội thì ta lại quay chúng ta mua tiếp đúng không ạ bởi vì cổ, cổ phiếu nó chạy rồi thông thường chúng ta thường kỳ vọng là cổ phiếu chạy rồi là ở trên ba 10 đúng không đó thì tuy nhiên đồ thị như này thì nó cũng khá chặt khối lượng nó kiệt anh chị nhé thì anh chị có thể theo dõi cổ phiếu này bt này thì là nó là một phiên rút bỏ tại đường trung bình 10 thì chúng ta cũng có thể là chấp nhận bị rút bỏ chấp nhận nên bị rút bỏ thì sẽ ổn hơn với cổ phiếu này dưới đây xấu hơn thì bỏ qua nhé DGW DGW thì đang đi xong cái thùng 10 này đúng không các chị thấy đây là một cái vùng đây một nhịp chạy nhé nước rút đúng không nước rút thì tạo thành một cái vùng say quấy mới đúng không say quấy mới tuy nhiên nó đang có cái sự rũ bỏ bán ra mạnh cái này đấy sau khi bán ra thì có thể nó sẽ kiệt vôn thì nó sẽ đi lên được anh chị nhé còn nếu chúng ta nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta đã phải chạy nó ở những cái phiên trước này rồi đúng không thủng ba mười chúng ta đã phải chạy rồi đúng không bất động sản nhé bất sản một số cổ phiếu nó mang tính chất đầu cơ này ví dụ như là PVL này thì chị nhé thì nó đang xuống lên này nắm giữ ok này HR này tăng này toàn mấy cổ phiếu bảy nghìn mấy mấy nghìn này sáu nghìn đúng không đấy đích này thì ok này đúng không chị thấy sau khi nó vượt nền thì Xong tiền vào này thì khá ổn như này là ổn nhé Đấy, DTA DTA này thì nó chạy đang xuống lên nhé cái quần này thì này mình anh chị nắm giữ thôi là ok ITC thì nắm giữ nhé ok này LLC này thì nó nó đang hình thành một cái vùng trên lên tuy nhiên nó có cái vùng địch cũ của nó này, này mức 26 này đấy thì đấy các chị thấy đây đấy thì kể cả nó lên đến vùng này thì đương nhiên nó gặp cái việc của rung lắc ở cái vùng uh, kháng cự cũ là cái việc rất bình thường anh chị nhé là DG là DG nhé thì uh, đây là hình thành một cái vùng xu hướng hai mươi mấy hai mươi mấy ba mươi hai phần trăm đúng không ạ thì thêm một cái vùng nền đây là cái phiên bùng nổ vật nền này đấy thì có này anh chị nắm giữ vẫn ok nhé nhà từ liêm nhé đó, là tl thì sau khi cái mục sẽ quay này thì dòng tiền vào dòng tiền vào vượt nền đúng không anh thì thấy đây cái phiên mùng 7 tháng 10 là vượt nền sau đấy thì nó ok nhé vẫn duy trì xuống lên anh chị nhé nắm giữ ok nắm long này nắm long hôm nay để mua vùng nổ này đúng không nắm giữ ok này đấy, easy C này nắm giữ ok nhé đấy. VLC này vrc các anh chị xem để mua vùng nổ nó đây trước đó ở đây đúng không đấy thì như này nó xuống lên khá tốt ok nắm giữ nhé đây h ok nhé xuống lên nắm giữ này đấy hdc hdc các anh chị thấy trong phiên vùng nổ của nền này đúng không kiệt vô lại này đúng không đây là điểm mua test trên nền này xong nó chạy rất là tốt này đúng không các anh chị nắm giữ thì ok thôi nói chung dòng bất động sản khá là mạnh đúng không ạ đấy vph này nhé cũng thấy nhé xong một nhịp đây là một trên một cái vùng này tạo một xe quay về này thì, thì đang quay lại cùng các cưỡng cũng vừa đi lên nhé đất xanh này thì uh, nó đang là chuẩn bị ở cái vùng những cái vùng gọi là kháng cự cũ này đấy thì cổ phiếu này nên quan sát thêm TDH TDH các anh chị thấy là có một nhịp chạy này nước rút này đúng không rút này như thì nó đang cân bằng lại thôi anh chị nhé thì cổ phiếu này chúng ta nên quan sát thêm thôi nó bất động sản là nhiều ghê nhỉ chắc mình sẽ chọn một số cổ phiếu đẹp thôi csc này CC là cổ phiếu trên cái nền này chị nhé đều rút chân lên này thế thì các chị nắm giữ vẫn ok nhé Long hậu này ok này đang chạy rồi nhé đang chạy trên 10 thì các chị cứ nắm giữ đúng không HDG này đây là gì đang chạy này đây bùn của vật nền này đúng không đang chạy thôi thì cái trên mới mười thì chị nắm giữ thôi à, khang điền đúng không bùn của vật nền này khối lượng kẹt này nhưng mà đây vẫn trên mà trên ba mười nhé nắm giữ thôi, khang điền nắm giữ scr scr thì đây là có thể coi là một cái điểm bùng nổ vượt nền nhé thì vẫn ok thôi vi thì đang xuống xuống chúng ta sẽ chưa quan tâm nhé kbc nhé các anh kbc thì thấy đây là những cái điểm có thể coi đây là điểm này là điểm bùng nổ vượt nền này hiện nay thì nó đang tích lũy thêm ở cái vùng trên nền nhé thì các anh chị nắm giữ ok nhé Với cổ phiếu dưới này xấu hơn thì thôi bỏ qua, đúng không ạ? Đó. Đối với dòng bảo hiểm nhé. Mix này. Đây là những cái phiên này có thể coi là những cái phiên bùng nổ vấn nền đấy chị nhé. Thì hiện nay nó vẫn đang tích lũy ở phía trên nền nhé. Ok nhé, nắm giữ ok thôi. ABI nhé, ABI thì đây là, đang... đây là những cái nè mua vào này vẫn là kiệt vô nhé nó vẫn là kiệt vô nhé một số cái phiên có cái dòng tiền vào nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn đang tích lũy ở trong cái vùng trong nền thôi chúng ta quan sát thêm ở Việt này ở Việt có cái gặp sau khi gặp cái vùng khá cự cũ anh chị thấy đúng không ở cái mức 60 62 này đấy thì khối lượng nó vẫn cao nhé thì nó sẽ tích lũy thêm chúng ta đi quan sát thêm chờ nó đấy, bích định thế này đang tích lũy ở trong nền này khối lượng kiệt dần rồi thì chúng ta quan sát anh chị như quan sát thì có thể sắp mua lại được V là nhé, là thì kiệt vôn đúng không? Các anh chị thấy là phiên này hai phiên này rất là kiệt vôn rồi, kiệt vôn trong nền nhé, thì nên quan sát hoặc là các anh chị có thể mua kiệt vôn thì có thể xem xét của kiểu này nhé. Đấy, bây giờ hiện thế này, kiệt vôn này, kiệt vôn trong nền thì quan sát nhé. Cái này mở rộng một chút thì cho anh chị nhìn đây. Đấy. Về chứng khoán, chứng khoán với ngân hàng thì hôm qua mình có là đánh giá là cái dòng chứng khoán với ngân hàng cũng khá là ổn nhé. Mặc dù chỉ có sức mạnh của hai cái nhóm này này chứng khoán với ngân hàng là nó đang ở dưới thị trường chung bình quân thì đây là bình quân các cổ phiếu thị trường chung là ba phẩy chín phần trăm đúng không ạ cái này là bình quân của các cổ phiếu nhé không xét đến cái hệ số vốn hóa nhé mình chị thấy là chứng khoán này với thép này đều dưới cái này đấy à, ngân hàng ở phía dưới. ngân hàng thì ở à... sẽ ngân hàng đây ngân hàng ở phía dưới à, tuy nhiên là nếu cái dòng ngân hàng với chứng khoán này nó cũng đang có cái cơ hội nhé vì các chị thấy rằng đa phần là nó ví dụ như AS là một mẫu vấn đề này FTS FTS thì là đang rất là tích cực ở trong nền nhé các chị nắm giữ thì ok FTS thì nắm giữ ok nhé khối lượng kiệt nhé dòng, dòng dòng, chứng khoán với dòng ngân hàng này nó đang nén lại nó đang nén lại thì khi nó có sức bật một cái nó có thể chạy được rất nhanh như chị nhé dòng chứng khoán này này đấy khối lượng đang kiệt lại này đấy, khối lượng cổ phiếu BMI này đây là những cái tín hiệu SOS là tốt này đúng không tín hiệu ROS tốt này kiệt vôn là ROS nhé kiệt vôn là ROS đúng đây là tín hiệu tốt VBS nhé VBS của lượng này kiệt vôn nhé Đấy, APS thì đã xuống lên rồi nằm giữ thôi thì FPS nhé ROS thì đây là một tín hiệu mạnh ROS này đấy nó kiệt vôn này những cái này đều tín hiệu mạnh thì giống như cái dòng cái chứng khoán nó đang nén lại nó chỉ cần có sức mạnh đủ nó đủ đẩy là nó đẩy xuyên qua cái vùng cái vùng kháng cự cũ này thì tất cả các cổ phiếu chứng khoán đều có cơ hội chạy đấy, nó khá là đều với theo và giống nhau thì những cổ phiếu chứng khoán này các anh chị nếu mua thăm dò rồi ấy, nếu mua thăm dò rồi thì các anh chị nắm giữ thôi theo mình thấy là có thể sử dụng MA10, ma hai mươi giống như mình nói để các anh chị bán yeah, nếu trên nền trên nền thì để dùng ba mươi để tính là giúp bỏ đúng không còn chạy vào trong nền thì dùng ma hai mươi mà phía dưới này có thể dùng nền nhé yeah, dùng cái vùng hỗ trợ của nền này để để bán thì ok đấy nó kiệt vôn này tb này kiệt vốn hết cỡ này đúng không xong tăng dần tăng dần tăng dần tăng dần này đấy như này ok nhé chứng khoán này khá là ổn giống nhau giống nhau nhé dòng dịch vụ vận tải nhé dịch vụ vận tải thì skg này thì là cái chị thấy đây là một cái nền của nó này đúng không skg này nó là cổ phiếu mà mình cũng đã mua ở những được mua được cổ phiếu này ở những cái phiên kiệt vô như thế này nhưng chị thấy đây là một cái phiên như này là một phiên check out này đúng không Dũ mà không chết thì nó sẽ lên đấy thì mình cũng đã mua những cái phiên như này này mình chia sẻ với các anh chị những cái phiên loại test công ba như này đấy sau đấy thì chạy rất là ổn nhé của này là ổn này bây giờ thì chúng ta sẽ không mua nữa nhé chúng ta sẽ nắm giữ thôi nhé yeah. thì đây để vùng nổ vấn đề này thì, đấy, thì rất là ok đấy hát là hát hát là hát hôm trước có nhiều anh chị cũng hỏi đúng không mình cũng chia sẻ rồi khi mà nó hình thành cái vùng này này đây là những cái phiên mà cái này gọi là phiên phiên uh, check out giúp bỏ đúng không đấy thì đây là cái phiên test này đúng không test cung ba này đấy thì phiên này là phiên mà chúng ta có thể mua được đấy thì, đấy thì sau 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 những cái điểm mua uh, test cung ba như này thì nó đi lên nhé thì uh, như này là cái phiên này là cái phiên vượt nền anh chị nhé phiên này là phiên vượt nền đấy hôm nay rất là tích cực nhé hôm nay nó ở vùng phía trên nền nhưng mà điều chỉnh khối lượng thấp như này rất là ok h hai h hai vẫn có cơ hội chạy tiếp đấy pts ok này như ok nằm giữ này những cổ phiếu kgp đối với cổ phiếu vận tải đều khá là ổn nhé tcd thì khá là ổn khối lượng kiệt dần nó tích lũy ở phía trên nó chạy thôi khá là ổn nhé gmd gmd nhé đây này đây là những cái phiên và nổ này nhưng mà D thì khối lượng ba cái này hơi cao một chút thì sẽ không đẹp lắm nhé không đẹp lắm bằng cái phía trên như về cơ bản nó cũng khá là an toàn vẫn trên mười hai mươi đúng không các chị bảo, chúng ta bảo là nó chạy trong nền thì sử dụng trên mười hai thì vẫn nắm giữ nhé cái STG này thì sẽ mất thời gian hơn nhé phải chờ khối lượng kiệt rồi đấy gích như thế này nói chung với cổ phiếu vận tải này khá là ổn nhé quan sát hóa chất nhé hóa chất hóa chất chuyên dụng này đấy SFG là OK nhé các anh chị nắm giữ thì là OK nhé đúng không DCM là OK nhé đây đây là vùng nổ nền này đấy đây có thể coi là điều vùng nổ đây như này nắm giữ OK này pmb này nhé yeah. các anh chị thấy đây là một cái vùng cái này thì hơi rộng chắc để mình có lại chút đấy như này là một tầng vùng nền này thì các anh thấy này khối lượng nó kiên dần này đấy, nó kéo lên ngay đúng không ạ ok nhé nằm giữ ok dpm ok nhé nằm giữ ok nhé last ok nhé đúng không bùng nổ vượt nền này nằm giữ ok này bfc nhé bfc là trong nền nhé khối lượng thì vẫn hơi cao một chút nhé thì của cái này chúng ta có thể chờ thêm quan sát thêm nhé đấy đối với cái dòng khai thác than hôm nay mình có sẵn nói với một số anh chị á đúng không? Nó này đều là nó là những cái test cung ba đấy nhá khối lượng cũng thấp rồi khá thấp nhá thì như này thì chỉ ngày mai mà có dòng tiền vào là nó sẽ chạy được rất là nhanh nhá thì than này thì xấu than hiện nay chỉ số sức mạnh thì nó đang hơi thấp bởi vì nó đang là cổ phiếu test test ở cái vùng hỗ trợ phía dưới đúng không ạ tuy nhiên nếu mà nó có dòng tiền vào phát nó sẽ chạy ngay bởi vì các quá trình rũ của nó là khá ok rồi đây là rũ này rũ kéo lên này đấy mấy cục phiếu than đều rất là giống nhau anh chị tất cả đều giống nhau đây rút bỏ này rút bỏ kéo lên này rút bỏ kéo lên này như này là những cái mà rồi nó sẽ nó sẽ hình thành đây chính là những cái hình thành các cái vùng đáy ngân hạn chị nhé than đều như vậy đây đây thế này đúng không rút bỏ kéo lên rút bỏ kéo lên này đấy rút bỏ kéo lên đóng ở trên này đấy đối với ngân hàng tương tự chứng khoán mình nói rồi đúng không một số cổ phiếu mạnh thì đang chạy với EVF và chạy này NVB thì kiệt vô này phía dưới này đang ngóc dần lên này SSB nhé như thế nhé là mạnh hơn vượt cái nền cũ nhé nhưng mà đa phần những cổ phiếu khác anh chị thấy là cơ bản là nó cũng đã có những cái tín hiệu mua vào nhé đây à và nói chuyện với anh chị rồi đúng không cổ phiếu Techcombank này đúng không đây là kể cả cái vùng xanh quay của nó nhé những cái phiên như thế này, này những phiên test thì sẽ ưu tiên là những cái phiên test mà khối lượng thấp này đấy thì đây là cái phiên mua vào khối lượng lớn này sau đấy thì ba phiên này khối lượng hơi cao một chút xíu thì không đẹp lắm nhé nhưng nếu nó test một khối lượng thấp vào đây thì sẽ là cơ số rất là đẹp đấy dòng ngân hàng này cũng quan sát được mua mua luôn thì chưa nên nhé một số cổ phiếu eib nó đang xuống xuống là nó yếu nhé. còn lại thì chúng ta có thể giữ ở cái phạm vi là quan sát thì chị nhé ba phiên này khối lượng hơi cao một tí đúng không? đấy thì khi dòng ngân hàng này bán ra và kiệt khối lượng ở những cái phiên test thì nó sẽ có xuống lên tốt nhé Nói chung là cũng khá giống với chứng khoán đấy, nó đang nén lại nhé. Chỉ có một lực bật xuyên thủng cái vùng kháng cự thì nó sẽ cho người ta một cái sóng ổn nhé. Đó. Phần phủ khí đốt này, cái đốt nên chị có thể quan sát này. Cast đúng không? Đây là nền một này, đây là hình ảnh của cái nền hai này. Anh chị nhìn đấy. Và đây. Thì sau một số phiên thì anh chị thấy hôm nay nó là một cái phiên mà nói chung nó vẫn đang tích lũy thôi đúng không nó vẫn đang tích lũy thế hôm nay là kéo lên nhưng mà kéo lên xịt đúng không bản thân nó giống như một cái upthrust nhiều hơn nên quan sát thêm pvg nhé pvg này đây là phiên giúp bảo kéo lên giúp bảo kéo lên này đúng không test cùng tiếp này giúp bảo kéo lên này đúng không đấy thì dòng phân phối cái đốt thì mình thấy khá tích cực nó là cái dòng mà cũng thể đầu cơ được mình có thể quan sát những cổ phiếu như này này cổ lượng kiệt như này CNG là có thể đầu cơ được đúng không? Sau những rũ này, rũ không chết kéo lên như này, đấy thì quan sát nhé. BGC là hiện thế này, đây là sau khi rũ bỏ kéo lên và có khối lượng luôn, đúng không ạ? Dòng phiếu này có thể quan sát được, để nhé. Dầu khí này nhé, tiếp nhé. BR, BR, thì các anh chị thấy là sau một nhịp và nó như này là nó đang xuyên lại xuyên qua cái vùng kháng cự cũ rồi nhé kháng cự cũ rồi đấy hai bên này khối lượng hơi cũng thấp rồi anh chị phía này, lượng thấp, phía này thấp rồi thì khả năng nó chạy tiếp rất là cao nhé thì anh chị có thể nếu mua nếu anh chị mua cổ phiếu biết rồi thì cái nắm giữ là ok còn mua thêm thì có thể quan sát một hai phiên sắp tới nhé đấy TNG. TDG TDG đấy thì khối lượng nó kiệt dần rồi nhé nắm giữ thì ok plex thì nó đang ở cái vùng kháng cự cũ thì cổ phiếu này chúng ta quan sát thêm thôi đấy như này là cũng kết khối lượng dần rồi ở phía trên này thì quan sát thêm đó ok anh chị nhé đó là các một số cái 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 phân tích ở một số cái dòng cổ phiếu của ngày hôm nay thì anh chị có quan tâm cái dòng cổ phiếu nào thì vui lòng comment ở phía dưới ấy, của video thì mình sẽ làm các cái video giải đáp phòng mình sẽ trả lời và tuy nhiên là cuối cùng thì các anh chị để tiện thời gian á. thì thực ra các anh chị có thể dùng cái chính cái Excel này, này, các anh chị đánh giá cổ phiếu nhé ví dụ là trên ma 10 thông thường là những cổ phiếu tốt nhé, thông thường những cổ phiếu trên 30 là những cổ phiếu khá là ok. các chị có thể tìm các cổ phiếu mạnh nhất này, là những cổ phiếu tăng mà có dòng tiền vào nhé, là ok này. đấy, đây là những cổ phiếu khá là ok nhất, đúng không? tìm cổ phiếu kiệt vôn này, đúng không? cổ phiếu xuống lên kênh trên này, đây cổ phiếu xuống lên kênh trên này, đấy, cổ phiếu lên kênh trên. đấy, các cổ phiếu mà khuyến nghị chia sẻ với các anh chị đây các cổ phiếu này đấy chỉ sẽ chia làm hai nhóm đúng không một nhóm là bùng nổ đây này bùng nổ vấn đề này đấy một nhóm khối lượng uh, khối lượng kiệt tích lũy này đúng không đấy thì các anh chị xem này thì lưu ý là những cái cổ phiếu này thì phải lưu ý các cái kịch bản về chốt lời kịch bản cắt lỗ và thanh đi cổ phiếu anh chị nhé ok thì hy vọng những cái chia sẻ ở uh, trong video cũng giúp phần nào giúp ích cho anh chị các hoạt động đầu tư của mình các anh chị à, đừng quên subscribe kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ thao chứng khoán à, chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn cảm ơn các anh chị